có lẽ là mọi người lại bắt đầu thắc mắc là không biết đây là chương trình gì. Và Nhi A định chuyển hướng là một nhân vật chuyên về handmade hay sao. Nhưng mà thực ra không phải đâu mọi người, đây chỉ là một cái niềm vui của mình thôi. Và cái niềm vui này thì mình nghĩ rằng là đôi khi nó cũng rất là có lợi cho những cái cuộc trò chuyện, khi nó có thể tạo ra những cái món quà kỷ niệm, hoặc chỉ đơn thuần đó là làm cho câu chuyện của chúng ta trở nên nhẹ nhàng hơn. Mỗi tuần trôi qua thì chúng ta đều có một cái cuộc hẹn định kỳ, thì câu chuyện ngày hôm nay nó vẫn diễn ra trong một cái bối cảnh xanh mát như thế này. Mọi người chắc là cũng đang rất là thắc mắc là nhân vật của tuần này sẽ là ai, và chúng ta sẽ được lắng nghe những cái trải lòng như thế nào. Vậy thì ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với lời chào từ nhân vật đã xuất hiện ở trong khu vườn này cùng với Nhi A. Dạ, con chào cô. Xin chào cô, tôi Nhi A. Dạ. Chào mọi người. Tôi tên là Lê Thị Trà, năm nay tôi 67 tuổi. Tôi đến từ huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Dạ, rất là chi tiết. Cô Trà ơi, thường thì ở tuổi của cô thì mọi người sẽ có những cái băn khoăn rất là, gọi là rất là cơ bản, hoặc là chuyện con cháu nó không nghe lời mình, nó lì lợm, nó không có hiểu tôi, hoặc là chuyện sức khỏe. Thì con không biết là câu chuyện của cô ngày hôm nay là chuyện liên quan đến chủ đề gì cô Trà? À, tôi thì hôm nay tôi sẽ kể về câu chuyện tình cảm của tôi. Mà nó xảy ra này là 50 năm rồi, bí mật của riêng tôi thôi. Mình đã giữ một cái câu chuyện suốt 50 năm, suốt 50 năm trong lòng. Sau 50 năm thì ngày hôm nay mà cô kể cho con nghe là cả nước biết đó, là con không có muốn cô hối hận sau này. Cô nghĩ kỹ chưa? Rất kỹ. Để rồi, ha. Để, muốn lên đây là tôi đã suy nghĩ rất chín chắn. Bây giờ nó rất dễ thương, nhưng mà khoảng 50 năm về trước nó là nỗi khổ. Nó rất là đáng ghét. Nó rất là đáng ghét. Vậy thì bây giờ câu chuyện của mình sẽ bắt đầu từ thời điểm nào cô? Từ cách đây 50 năm. Từ cách đây 50 năm. Dạ. Là tại vì vậy nè, cái ngày xưa á, chúng tôi không có điện thoại, không có những thông tin như bây giờ. Cái cuộc của tôi á, là cô biết nó trải ra ở đâu không? Ở những công việc mà tôi làm hàng ngày đó. Ví dụ như tôi hay thấy anh nhà ở gần mà, anh này là anh hàng xóm nha. Dạ. Yeah. Nhà anh cứ ở cạnh nhà. Ừ, anh cứ lén nhìn tôi hoài mà tôi nói không nhỉ. Mỗi lần tôi phơi đồ ngoài sân hay là tôi quét sân gì là anh cứ mập mập dòm. Khi mà mình phát hiện ra anh đứng lén nhìn mình á thì anh cười. Vậy thì hồi xưa hai người, thiệt ra lúc đó hai người có yêu nhau không? Có nói được một cái lời định tình là ừ anh yêu em hoặc là em yêu anh không? Thật ra mà nói anh nói nhiều. Còn là có thình, cái hôm đó là tôi đang chặt củi ở sau giường á. Tôi đang ngồi tôi khum khum chặt củi, tôi đội nắng lá. Thì anh đi ra ngoài sau tôi, anh đi qua nhẹ nhẹ, tôi đâu có biết. Đấy, anh thấy cái nón lá rồi nói em chặt củi hả? Nghiêng cái nón lá mình về nè, tôi nhìn lên vậy tôi thấy, tôi nói ủa anh làm gì vậy? Nói để anh phụ em. Thì anh lấy cái dao trên tay tôi. Thì tôi thì người róc lá thì tôi ngồi tôi róc từng nấm lá dừa khô đó mà. Yeah. Cô biết không, cái tàu dừa khô nó yeah. đổ xuống rồi mình róc, mình lấy cái lá để mình nhúng lửa. Yeah. Còn cái cây thì mình làm củi, anh không có ngồi róc như tôi mà anh đứng. Cái anh mới nói tôi để sợi dây chuối xuống đi, rồi tôi với anh mới sắp để vô, tôi ngồi bên anh ngồi bên sắp đậy ngay giữa cái lá đó, ngay giữa tôi với anh vậy nè. Anh mới kêu tôi nắm một đầu dây, tôi nắm một đầu dây để gị cho nó siết lại. Dạ. Siết lại đằng anh quấn lại, anh bó lại đó mà. Thì tôi không hiểu cái sợi dây nó mục. Vậy là anh gị mạnh, tôi không biết. Mà nó đứt sợi dây, tôi té nhào ra bên anh. Tôi nói thật, lúc đó đứng lên thì tôi và anh đều ngượng. Nhưng mà đều cảm thấy không nó có làm như là nó phê phê. Nó phê phê. Dạ đúng rồi đó, cô dùng từ rất bình dân là nó phê phê. Nó phê phê. Chứ con hỏi thiệt cô nha, lúc đó cô có sợ hàng xóm nhìn thấy không? Nói chung là lúc đó không có nghĩ cái chuyện đó. Dạ. Không có nghĩ. Nhưng mà sau khi cái việc đó xảy ra rồi thì sau này tôi thấy anh hình như là muốn kiếm lại tôi hoài vậy đó. Ảnh cũng có phê mê chứ. Tình cảm như thế nào thì tôi không biết, nhưng mà lúc đó là năm cuối ảnh học lớp 12. Và tôi nhớ anh đi thi đại học. Dạ. Anh đi thi đại học ở Sài Gòn và anh đậu vào cái trường đại học văn khoa. Anh qua anh nói là anh đã đậu vào trường văn khoa và anh sắp tới anh sẽ đi học.
là tôi nhớ cái buổi chiều đó anh qua nhà tôi, anh chắc cũng muốn tìm lại cảm giác là vậy đó. Cái anh ngắt mắt tôi, rủ tôi ra tú ở ngoài mé giường á. Dạ. Chiều rồi các em cũng chơi đùa đó, ba má thì ở trong nhà, ngoắt ngoắt tôi ra. Ôi lãng mạn. Tôi ra, cô biết anh nói sao không? Anh sắp đi học rồi, anh học ở trên Sài Gòn à, chắc lâu lắm mới về, mà anh đi anh nhớ em quá đi. Ôi ôi, anh rất sao là cô? Thương em, anh nhớ em lắm. Nhưng mà đó tôi không là trả lời, tôi làm thinh à. Nhưng cái sự im lặng của tôi đã làm cho anh nghĩ là tôi đồng ý nha. Tôi đồng ý sau này anh đi khoảng 2 tháng, 3 tháng gì ở trường hay gì anh về. Dạ. Anh về thì tôi ở nhà tôi đã đám hỏi rồi. Con hỏi thì cô nè, cô có thương chú không? Đã tôi nói tôi có thương mà tôi không nói. Sau cái lần té ngã đó tôi có thương. Vậy thì tại sao mình ở nhà mình đám hỏi? Ba má tôi á, nhất là má tôi luôn nói với anh qua chơi nhà gần mà. Dạ. Anh qua chơi má tôi, anh hay nói con thương cô đó, ba quá, con muốn cưới cổ làm vợ. Má tôi nói coi này ơi, ta không có gả gần, ta thà mỗi chân chứ không có để mỗi miệng. Sau này 20 năm sau gặp lại anh mới nói tôi câu đó, đã làm cho anh không biểu tôi chờ gì đó. Có nghĩa là anh cũng đã từng rất là danh chính ngôn thuận để hỏi cô thì cô không biết cái sự không nói cô đó. Không biết là hồi xưa nói chung là ba má biểu cái gì thì nghe cái nấy. Anh đi đâu 3 tháng anh về thì anh biết tôi đám có hỏi chồng rồi. Đám hỏi rồi nhưng mà cô hoàn toàn không có một cái ý kiến phản không, đối nào không với bà đối. Cứ nghe người ta nói cứ vậy rồi mình lấy chồng thôi. Đúng, lấy chồng vậy một thì cách lặng lẽ. Vậy thì khi mà cô đám hỏi và đúng cái dịp mà chú về đó, chú có gặp cô không? Gặp một lần. Về là nhảy qua liền, mặt mày hầm hầm thấy ghê lắm nha. Về là đâu tới chiều 3 giờ chiều về là chạy qua nhà tôi. Thì tôi ngồi đó, anh ngồi đó sát bên, anh mới nói tôi à, sao lại đi lấy chồng? Bộ kỳ đó anh nói anh thương em đồng ý rồi mà sao ở nhà em lại đi lấy chồng? À. Tôi vẫn làm thinh, tôi không nói gì. Cái anh mới nói lại, anh nói tại sao vậy? Tại sao chịu rồi bây giờ lại đi lấy chồng? Tôi nói tôi đâu có biết, tại má tôi gả mà, chứ tôi đâu có biết lấy chồng là như vậy. Cái nói bây giờ á, em nhìn anh nè, em có thương anh không? Tôi không nói mà tôi gật đầu. Rồi cái anh nói vậy thì em hãy về nói với má em á, gửi bông với gửi rượu lại cho bà Mai đi. Trả lễ? Trả lại. Trời đất ơi, chú gan quá. Rồi khi mà chú đề nghị cô trả lễ như vậy đó, mình cũng có thấy là người mình có thương người ta đó. Lúc mà người ta về rồi, rồi lần kế tiếp vậy là mình mới cảm nhận thật là ừ, mình cũng có lưu luyến với người con trai này. Thì lúc đó cô có dám nói với má cô là trả lễ đi má không? Cô dám không? Thì má tôi với bà nội tôi la quá trời luôn, nói tầm bậy tầm bạ không, đừng có nói gì hết, để người ta lớn người ta lo. Cưới người ta cũng ấn định là tháng giêng rồi. Sau khi tôi nói thì gia đình không chịu thì tôi cứ bỏ qua vậy thôi. Thì cái buổi chiều đó rồi tới sáng hôm sau là anh đi á, anh trở qua tôi, anh hỏi tôi lần nữa là có nói chưa. Nói thì anh mới hỏi tôi chứ giờ em có thương anh không. Tôi làm thinh hoài, cái anh nói em phải nói, em làm thinh là anh tưởng đâu là em thương anh, em chờ anh, em đợi. Tôi nói không biết, không biết, làm thinh là đồng ý. Cái anh nói bây giờ em lấy chồng thôi, em cứ lấy chồng đi, bây giờ anh suy nghĩ lại rồi thôi, em cứ yên ổn của em đi. Rồi sáng bữa đó là trưa lại bữa đó anh đi luôn. Rồi cô thì theo chồng, còn theo chàng chồng. Trai ấy là đi học ở đâu trên thành phố. Chàng trai ấy là theo nghiệp bút nghiêng rồi không có về xóm nhỏ luôn, không về quê luôn. Cô gái đi lấy chồng đó thì cô biết, trời ơi, sống bên chồng khổ gần chết luôn. Sống cuốn theo cái cực khổ rồi không có nhớ gì quê. Con hỏi cô nè, cái lúc mà mình đi làm dâu người ta rồi đó, mình có gia đình rồi, thì tính ra lúc đó cô mới có 10, có 20 vậy, 20 tròn trèm. Vậy thì cái cô gái đôi mươi lúc đó có lúc nào mà ngồi khóc vì nhớ lại một cái chuyện tình nó trong veo trước đám cưới không? Khóc nhiều, nhưng mà khóc là nhớ nhà, nhớ má, nhớ em. Chứ nhớ về anh đó thì không rõ lắm. À, không có mơ hồ lắm. Coi như cái cuộc mình lấy chồng, mình gặp những cái công việc mới, những cái môi trường mới, như cảnh sát mới, rồi mình làm như mình nó cuốn đầu óc mình, không có còn suy nghĩ cái chuyện gì nữa hết. Rồi người ta nói rằng là ly thi quen chậu, vợ chồng quen hơi. Thì thôi kiểu gì á, rồi về là cũng yêu nhau thôi.
thì bao nhiêu lâu sau đám cưới thì cô yêu chồng của cô? Cho đến cái ngày mà tôi mang thai đứa con gái đầu á, thì tôi thấy thì tôi cũng hơi thương chồng tôi. Hơi thương cũng như là mình nghĩ là người thân duy nhất của mình. Dạ, con hỏi cô nè, lúc đó là cứ chấp nhận đây là một cái mối quan hệ hay là có rung cảm, có da diết, có nhớ thương, có xao xuyến? Thật ra mà nói, đối với chồng tôi, cái sự yêu thương triều mến không có phải như anh hàng xóm đó. Tại vì chồng tôi sau khi cưới tôi về thì anh đi làm ăn xa. Lại xa chồng? Lại xa. Khi mà tôi sanh đứa con đầu lòng rồi là năm 20 tuổi tôi mới sanh. Tôi sanh đứa con đầu lòng thì anh cũng đi làm một cái vùng thuốc ở dưới tỉnh khác hả? Đi làm xa mà tôi nói cả năm mới về một lần. Còn ở nhà ban lúc mà mới cưới về thì còn một cái còn kỳ cục nữa. Ba má chồng tôi luôn luôn cắt việc mừng cho hai đứa vợ chồng mừng không có chung với nhau á. Nó làm cho tôi có cái tuổi suốt 3 năm trời ở bên chồng tôi, nói thiệt hả? Cái nỗi mà nó cực nhọc, rồi cái nỗi mà nhớ nhà, nhớ em, nhớ nhớ son trẻ. Sau đó thì con có thể lý giải được một chút, đó là cái sự tuổi hờn đó nó liên quan đến thứ nhất là bởi vì mình vẫn đang là con gái, mình chưa kịp lớn, mình đã phải đi lấy chồng, mình tự nhiên mình mất đi cái sự thơ ngây hồn nhiên, sự tự do của mình. Nhưng mà con nghĩ còn một lý do thứ hai nữa, không biết là cô cảm thấy nó có diễn ra không ha. Nó là cái anh người yêu của mình, anh lịch thiệp lắm. Kiểu như là người ta không có làm lụng nè, người ta ăn nói có vẻ nó cũng văn hoa hơn. Rồi cái công việc lao động của người ta nó cũng làm cho mình cảm thấy là nó nhẹ nhàng. Trong khi đó cái tự nhiên cái chưa gì hết cái mình có chồng với một cái sự lao động chân tay quần quật. Con hỏi thiệt nha, có khi nào trong cuộc hôn nhân của cô á, cái cô bộc lộ ra cái nỗi nhớ đó mà chồng cô nhận thấy rồi hai vợ chồng cắn đắng với nhau không? Chắc có lẽ có, tại vì tôi hay phân bì. Rồi cô nhắc lại luôn cái người kia trước mặt chồng mà luôn. Tôi nói hả, anh sao mà anh không như người ta. Người ta hả, kêu chẳng hạn như thí dụ như tôi kêu ăn cơm đi, ông nói chưa có ăn. Thật ra anh cũng là một người chồng tốt, là không có đánh vợ con mà nói năng thì nó hơi cọc chút vậy thôi. Vẫn chạnh lòng. Chứ không có mà đánh vợ, đánh con hay là chửi mắng hay là cái gì. Chỉ nặng tiếng thôi mà mình nói ra thì hơi lớn tiếng. Câu hỏi thiệt. Tôi không chịu như vậy. Rồi đến khi nào mình mới thực sự an tâm với cái cuộc hôn nhân của mình và mình dọn dẹp cái hình ảnh của cái người yêu thời tuổi mộng đó của mình qua một bên? Thật ra thì tôi quên hẳn anh, nhưng chỉ có hai điều làm cho tôi cấn ở trong lòng đó là thứ nhất anh không biết là tôi có thương ảnh hay không, tại tôi không nói. Mình dây dứt vì mình đã không nói cho người ta nhưng nghe. Thật ra trong lòng mình có nhưng mà mình không nói, anh không biết. Thật ra lúc anh hỏi tôi có thương anh không thì thật ra tôi cũng thương đó, nhưng tại tôi không nói thôi, thương lúc đó thôi. Giờ thì ai cũng có gia đình, có chồng, có vợ hết rồi. Giờ ý là nói cho biết là hồi đó nó làm gì hồi đó. Hồi đó tôi có thương anh chứ không phải không. Vậy thì khi nào chú đó mới lấy vợ? Mười mấy năm sau, má tôi nói là cưới vợ của họ làm đám cưới lớn lắm này kia. Thì tôi lúc đó tôi cũng không có để ý, nhưng mà tại sao cỡ 20 năm, cỡ chừng thêm một thời gian nữa tôi đi về má tôi, trên đường tôi đi á thì tôi lại gặp lại anh với vợ con anh. Cô nhìn thấy từ xa luôn hả? Tôi đi xe đạp, tôi chạy ngang qua, anh thì chạy xe không ra, nhưng mà anh nhìn ra tôi, anh gọi, phải cô ba không? Tôi ngừng lại, tôi bước xuống xe, tôi chống một chân, còn một chân để trên bàn đạp. Tôi nhìn lại thì tôi thấy anh chở vợ con. Thật lòng đó nha, tôi nhớ rõ luôn. Lúc đó tôi cảm thấy như tôi dâng lên cái niềm tiếc nuối hay là hận buồn gì tôi không biết. Tôi suy nghĩ tại sao mình lại lấy một người chồng để bây giờ mình phải đi xe đạp vất vả như vậy, chạy mười mấy cây số từ nhà của bên chồng mà về nhà ruột. Còn người ta bây giờ đi người ta Honda. Đi xe gắn máy. Rồi lúc đó có kịp nhìn kỹ mặt vợ người ta không? Thì chạy ngang vậy tôi ngừng lại thì anh trà trước mặt tôi. Rồi thấy vợ ta làm sao? Vợ đẹp, con ngoan, con xinh. Rồi tôi suy nghĩ lúc đó thì chị ngồi trên xe, chị mới hỏi tôi: ủa, ai? Thay vì tôi để cho ảnh trả lời mà tại sao lúc đó tôi tức, không biết tôi giận cái gì, tôi trào lên. Tôi nói muốn biết thì chị hỏi anh Nam á. Rồi tôi chạy xe luôn, tôi đi luôn. Tôi nói câu dọc và giận dỗi thùng thảy lắm. Lúc đó tuổi thân lắm phải không? Tuổi, lúc đó nó dâng trào lên cái kiểu là mình cực nhọc quá.
mình phải đi xe đạp như vậy nè. Còn anh thì đi vậy, nhà ở chồng sang đi chứ có chung nhau. Còn mình lấy thở mà được chồng ở nhà để mình về ba má mình cùng chồng. Cảm thấy tội nghiệp bản thân mình lắm. Cảm thấy mình bị mất mát một cái gì, hay là mình vừa mất một cái gì mà mình nắm trong tay rồi mà mình để vuột ra. Rồi lúc đó có giận má không? Không giận ai mà cũng không thèm nhớ tới ai. Mà chị thấy là đời mình buồn, nó buồn lắm vậy thôi. Buồn bã một chút. Rồi sau đó thì cô với chú có một cái cuộc gặp nào đó để có thể nói nhiều hơn không? Hay chỉ không, là không còn gặp nữa. Đến bây giờ luôn. Đến giờ luôn. Thật ra đôi lúc tôi cũng muốn biết cuộc sống của anh bây giờ như thế nào. Nhưng tôi không thể nào mình đi liên lạc và hỏi thăm địa chỉ được. Mình thấy cảm thấy không có đúng. Tôi cảm thấy mình không có cái quyền đó. Mình hỏi để làm gì? Khi mình là người ra đi trước mà. Dạ. Con mẹ muội hỏi một cái câu mà nó không có liên quan lắm đến cái chuyện cô kể, nhưng mà nó sẽ thực sự rất liên quan. Cô với chồng của cô hiện giờ thì như thế nào? Nói thì sống hạnh phúc, mặc dù hạnh phúc vui vẻ như người ta thì chắc không được. Nhưng mà nó bình bình an an vậy đó. Không cãi vã, không ấy thì tốt rồi. Con hỏi thiệt nha, cô hình dung là chuyện gì sẽ xảy ra trong cái quan hệ giữa cô với chồng nếu như sau cái ngày hôm nay chú nghe cô kể cái câu chuyện này ở trước rất đông khán giả? Tôi thật ra mà nói bây giờ tôi đã an phận. Tôi đã an phận làm vợ với ba đứa con. Bây giờ thì tôi chỉ nghĩ về tương lai, nghĩ về con cháu tôi. Tôi nói thôi bây giờ sống vì nghĩa đi, vì cái nghĩa, vì con, vì cháu. Chứ thật ra mà nói cái tình yêu á, tôi nói ở đây thật ra tôi chẳng bao giờ nghĩ là mình có cái sự yêu chồng như người khác. Khi cô không yêu chồng thì cũng sẽ rất khó để đòi hỏi là chồng yêu cô. Đúng rồi. Thật ra vợ chồng không có cái quen biết làm sao có cái tình thương, tình yêu được cô. Cô, con hỏi cô nè, có khi nào vậy đó, những cái lúc mà nó mình nản lòng với hôn nhân của mình á, cái mình có nghĩ là phải chi mà mình lấy cái anh hồi xưa đó thì chắc là nó vui hơn và mình hạnh phúc hơn? Điều đó có đôi lúc tôi nói thật, tôi cũng có so sánh. Tôi nói không biết mình chọn anh Nam có tốt hơn Tuấn này không. Nhưng mà bây giờ tôi nói thật với cô một điều như thế này nè, nếu mà cho tôi chọn lại á, dạ tôi cũng chọn chồng tôi bây giờ thôi. Trời ơi, quá trời đầy đặn. Vì sao? Vì chồng của tôi á, đội trời chân đạp đất. Trong những cơn gió ngược của cuộc đời, chúng ta chỉ nhớ lại những cái thời khắc ê mẻ của một người tình. Đúng rồi. Nhưng nếu như mà muốn thực sự hạnh phúc với người chồng, người vợ, mình phải chuyển đổi luôn là cái người mà mình thích ngày xưa. Nếu họ làm chồng hoặc làm vợ, đúng rồi, họ có thực sự thơ mộng như vậy không? Đúng. Rồi nhiều khi mình không xứng lắm. Đáng với ảnh. Đó, hồi nãy con lo lắm. Con lo khi cô bắt đầu câu chuyện với một cái sự nuối tiếc thời son trẻ. Cuối cùng là cô Trà. Cô Trà đã cho tất cả chúng ta, những người trẻ và chưa đi dài trên đời, một cái thông tin rất là giá trị. Rốt cuộc thì bạn chỉ nhớ người tình thôi, chứ còn người chồng, người vợ thì phải chấp nhận tất cả những cái điều mà nó chưa có tròn trịa, nó đúng vẫn rồi. Còn xấu xí. Và chúng ta gắn bó với nhau với những cái trách nhiệm mà chúng ta cảm thấy là mình xứng đáng và mình cần phải được tôn trọng. Bây giờ thì nói thật với cô, vợ chồng tôi, con cái tôi đều gia đình rất là an hòa. Cuối cuộc đời này tôi đủ mãn nguyện rồi. Dễ thương. Tôi không cần gì nữa hết á. Con cảm ơn cô với cái sự chia sẻ, câu chuyện rất là chân thành. Mọi chuyện nó cũng đều có lý do của nó. Mình cũng đã có niềm vui của mình rồi. Con cảm ơn cô Trà. Và câu chuyện ngày hôm nay có vẻ như là đến đây nó cũng đã cho chúng ta một cái chất liệu, một cái thông tin rất là giá trị về nhân sinh, về cuộc đời. Có những cắn đắng, nó giống như cái sản phẩm rất là vô tình ngày hôm nay mình làm để tặng cho cô Trà, thưa mọi người. Mình không có cố tình để cuối cùng nó ra một cái hình gọi là cái hình nhiều góc cạnh như thế này. Nhưng vô tình rồi không biết làm sao, giờ nó còn dày. Thì con cũng xin gửi tặng cô cái lót ly này. Hôm nay cũng cảm ơn cô đã tặng tôi. Con cảm ơn cô. Cái lót ly. Lót ly rất là không đẹp. Có được xuất chỉ sắc lắm. Chỉ mất trong mấy phút mà cô làm được sản phẩm này là cô hay lắm rồi đó. Dạ, con cảm ơn cô Trà. Và xin chào quý vị khán giả, cảm ơn mọi người đã cùng đồng hành và lắng nghe câu chuyện ngày hôm nay. Và bản thân của mình. Em tên là Phan Bá Quang, sinh năm 1995, quê quán Hà Tĩnh.
Hiện tại đang sinh sống làm việc tại thành phố Thủ Đức. Thành phố Thủ Đức là mình ở đâu, khu vực nào? 41 Lam Sơn. Gần cây ra thành phố Thủ Đức. Rồi tiếp tục. Hiện tại em đang làm nhân viên sửa chữa xe, làm tư nhân. Là tiệm sửa chữa xe là ngay cái chỗ mà em mới vừa đọc địa chỉ đó, hả? Dạ. Rồi. Thu nhập mình ổn không Quang? Thu nhập em còn ổn. Khoảng bao nhiêu? Mình cứ cụ thể đi em. Mình cứ ở đây là cái buổi này thì em cứ chủ động em chia sẻ ha. Lương thu nhập em bình quân một tháng là 10 triệu. Rồi điểm mạnh điểm yếu của mình, tình trường của mình là gì, mình cứ chia sẻ ha. Điểm mạnh của em là thích nấu ăn vì vui vẻ hòa đồng. Điểm yếu thì nhút nhát, ít nói chuyện. Tình trường thì em chưa trải qua mối tình nào cả. Chưa có để ý ai, chưa có rung động ai luôn hả? Đúng rồi, tính chất là do công việc làm thời gian ít khi đi chơi đâu, mình toàn dành thời gian làm thì không để ý đến ai cả. Rồi thường là em làm từ khung giờ nào tới khung giờ nào mà em nói em không có thời gian? Em thì thường làm 7 giờ sáng đến 8 giờ tối. Rồi từ 8 giờ tối đến lúc đi ngủ là ở nhà luôn, không đi đâu hả? Ăn uống xong về phòng nằm bấm điện thoại thì đi ngủ. Rồi ai đăng ký cho em tham gia chương trình này? Em đăng ký. Tại sao em đăng ký? Bởi vì mình giờ cũng thấy cảm giác nó cũng nhiều buồn cho mình, cũng muốn có người đồng hành. Nên mình đăng ký chương trình. Mà trước giờ em có từng thích ai chưa? Hồi xưa đi học thì cũng khó thích, mà sau này tính chất ngồi nghiệp một nơi thôi. Em vào trong thành phố Hồ Chí Minh lâu chưa? Em vào trong này được 15 năm rồi. 15 năm hả? Dạ. Là vào từ lúc 12 tuổi đến bây giờ đó hả? Dạ. Vào đấy đó là lúc mình vào đây với ai? Em vào một mình, em hồi đó em vào đây đi lập nghiệp đi làm. 12 tuổi thì vào đây ai nhận em làm? Nói chung có người quen trong này thì xin chưa học nghề sửa chữa xe tới giờ. Là đi học nghề từ năm 12 tuổi. Dạ. Là bây giờ là em đang làm, là em đi làm thợ cho người ta hay là của em? Em đi làm thuê cho người ta thôi. Làm thuê cho người ta. Có ý định tương lai là sắp tới là mở tiệm của mình không? Dạ em đang có ý định sắp tới mở tiệm. Có nhiều vốn chưa? Vốn được chơi nhiều gì? Được khoảng bao nhiêu rồi? Tầm thì 100-200 gì. Tầm 100-200 rồi. Là tiền đấy là đang tiết kiệm, là em đứng tên hay là chuyển về cho bố mẹ giữ dùm rồi? Em của em. Còn bố mẹ thì tháng thì cần gì thì em cung cấp về thôi. Và bố mẹ vẫn đang ở Hà Tĩnh? Dạ. Rồi em có anh chị em gì không? Dạ có. Bao nhiêu anh chị em? Dạ, ba, sau ba em nữa. Sau còn ba em nữa? Dạ. Ba em trai em gái em? Hai gái một trai. Là em là con đầu? Dạ. Rồi, thế bây giờ bận rộn như thế đi làm từ 7 giờ sáng đến 8 giờ tối để tạo cái thói quen là ăn xong rồi lên giường nằm lướt điện thoại như thế, thì bây giờ có bạn gái rồi sao? Có bạn gái thì nó đổi lịch thời gian khá xuyên gì. Là có thời gian để dành cho bạn gái đúng không? Dạ. Trước giờ có ai giới thiệu bạn gái cho em không? Trước cũng có qua mối quen người mà người ta không ưng mình thôi. Mình có thổ lộ với người ta không mà biết người ta không ưng mình? Nói chung là mình nhìn người ta biết là người ta không ưng mình rồi thôi. Mình nhìn thôi là mình đã biết rồi. Dạ. Người ta làm sao mà người ta không ưng mình, kể nghe coi những cái hành động nào. Thì người ta cứ đánh né mình rồi nữa này. Vậy nên em không. Nói chung thích một người mà ta cứ tránh né thôi là không tiến tới được luôn. Dạ đúng rồi. Rồi dạo này sao, có để ý ai nữa không? Dạ không, chỉ chết do công việc thôi thì...
làm thì lần này đăng ký nhờ chương trình thôi chứ. Đăng ký nhờ chương trình thì mình cũng phải là mạnh dạn vui vẻ lên ha, mình cũng phải hả, dành nhiều thời gian cho bạn gái. Chứ mà cứ về mình cứ làm xong rồi cứ ngã lăn ra chơi điện thoại xong rồi ngủ luôn rồi bạn gái thời gian đâu mà tìm cho bạn gái. Lúc đó tụi chị bị mán vốn nữa. Mình có bạn gái thì mình thời gian nó bị khá hơn còn nếu mà đâu em cho chị một khoảng thời gian nào mà em hẹn với bạn gái ơi. Thì thế dù mình làm đó thì giống như 6 giờ 6 rưỡi mình về rồi 8 rưỡi bạn gái đi chơi thôi. Mình dành thời gian ngoài còn nếu mà trước đây thì giống như mình không có bạn gái đồ thì mình dành thời gian làm còn về có bạn gái thì mình đến giờ khoảng 6 rưỡi mình về mình tắm rửa xong đưa bạn gái đi ăn đi chơi. Rồi em có tài lẻ gì không, hát hò này kia biết không? Dạ em không, không có tài lẻ gì luôn, chơi thể thao này kia cũng không biết luôn, không có tài lẻ gì hết hả? Dạ chỉ có đồ nấu ăn đồ thôi. Nấu ăn thì nấu được cái gì? Món gì em nhìn qua người ta là làm sao em bắt lại là em nấu được. Rồi mẫu người của em mong muốn là gì? Ngoài những chị nhìn dễ nhìn, chị thấy trong đây em ghi đẹp nè, đẹp là đẹp làm sao, dễ nhìn là dễ nhìn sao, mình mô tả chi tiết giùm chị ha. Nói chung là ngoài những chị nhìn là được thì nó tại vì dễ nhìn của em nó khác với dễ nhìn của chị hoặc là dễ nhìn của bạn quay phim hay là mấy anh ở đây. Mình phải cho một cái cụ thể cái chi tiết rồi. Cao mép máy, da trắng da đen, mặt mũi làm sao, tóc dài tóc ngắn hay cái gì đó. Công việc này kia chứ không phải là dễ nhìn là được ha. Rồi người gái thì cao tầm 1.5 m. Tầm 1.5 m là đổ lên thì nói chung là người vừa thôi hả, không thích mập hả? Nói chung vừa thôi, đừng mập quá. Thì nói chung là công việc thì cũng được, mình giờ mình có công việc tương lai thì sau này thì nếu mà không làm công ty đồ thì làm công việc ngoài thì về để mọi người cùng làm. Mà không có cần bạn gái có công việc luôn, về em mở tiệm sửa xe rồi bạn cùng làm với em thôi. Về làm chủ luôn đúng không? Rồi có năng khiếu tài lẻ gì không Quang? Em á không có gì luôn. Không có gì luôn hả? Rồi tuổi tác bạn gái, quê quán bạn gái thì sao? Nói chung tuổi tác bạn gái thì tầm sinh năm 93 đầu xuống năm 2000. Nói chung quê quán thì nói chung người miền Trung được. Ưu tiên người miền Trung, rồi còn miền nào nữa không? Nói chung ưu tiên miền Trung thôi. Chỉ là trong khu vực miền Trung thôi? Dạ, như Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh. Rồi những miền khác là không được luôn? Dạ, miền khác nó xa quá. Em đang ở Sài Gòn, bạn nữ đang ở miền Trung, rồi sao em quen bạn đó, em về quải hả? Nói chung quê quán bạn đó thì miền Trung, nên nếu mà quen biết thì quen biết trong Sài Gòn này thì nhưng người bạn gái đó quê cùng mình thì sau này đi lại nó dễ, bất dễ tiền. Em có trong cái hẳn mấy cái hội mấy người tìm người yêu miền Trung đồ không? Về thanh vô mấy cái hội đó mà tìm bạn gái thêm nha. Ok, chị ghi nhận ở đây, chỉ là quê miền Trung thôi. Rồi còn cái gì nữa không? Hết rồi hả? Không biết hát hò, không biết thể thao luôn, không biết gì hết hả? Rồi sao chị dớt em vô vòng trong đây? À thôi em hát dở lắm. Hát dở lắm hả? Chị đây chị đâu phải của thi ca hát đâu. Chủ yếu là em, chị đang muốn là nhìn thấy em sự mạnh dạn nói chuyện với trước với chị thôi. Chứ chị không có yêu cầu em hát hay. Vậy sao? Ok không? Được không? Em hát thì đồ không thuộc lời đâu. Rồi, em còn cái gì muốn nói với tụi chị nữa không? Ok. Cảm ơn em. Rồi em mời tiếp theo là ai vậy em? Dạ anh Khoa. Ok, dạ em mời anh Khoa. Rồi, chào bác. Dạ, mình cứ cầm cái...
giới thiệu đôi nét về bản thân mình này, em tên gì? Là em tên Hoàng Văn Phượng. Hoàng Văn Phượng. Phượng hả? Phượng Công Phượng á hả? Dạ. À. Rồi. Phượng sinh năm mấy em? Sinh năm 1995 thì. Phượng 1995. Rồi, Phượng quê ở đâu, đang làm công việc gì? Em đang làm hiện tại xưởng sản xuất của em là đang làm quận 12. Là có xưởng sản xuất riêng hả? Dạ. À. Em sản xuất về bên ví da bò. Túi da bò hả? Dạ. Túi ví này. Da thật không? Da thật. Da thật hả? Vậy thì mắc lắm đúng không? Dạ. Khoảng bao nhiêu tiền một cái? À, nếu mà bỏ sỉ rồi đem làm đi số lượng đó thì nếu mà bỏ sỉ thì túi thì cái 200 mấy phần trăm. Còn ví thì cái 100 mấy. Dạ anh ơi, anh ngồi thẳng người lên cho nó đẹp hình nha. Dạ rồi, anh cảm ơn anh nhiều. Em là quê ở đâu Phượng? À, quê ở Quảng Bình chị. Ừ, quê Quảng Bình. Vào đây lâu chưa? Dạ, em vào đây từ hồi 12 tuổi. Ừ. Vào với ai, gia đình hả? Không, trước đây em 12 tuổi em đi vào đây em làm thuê. Sau này em làm, em học được nghề rồi sau này em tự mở xưởng ra. Mở xưởng được bao lâu rồi? Em mở xưởng 8 năm rồi. Ồ, giỏi quá vậy. Năm nay em mới 28 tuổi hả? À đó, năm 95 đúng rồi, 27, 28 là mở được 8 năm rồi. Thu nhập bây giờ một tháng ổn không? Phượng thấy đeo đồng hồ vàng với thứ này là thất ổn đó đúng không? Dạ, thu nhập thì nói chung là ổn định. Ổn định khoảng bao nhiêu? Tháng thì bình thường có tháng thì 20-20. Ừ. Có nhà ở quận 12 chưa? Dạ chưa, chị đang cố gắng. Ừ. Tại vì làm cái nghề cái da bò thì đầu cái vốn đầu tư nó cao. Ừ. Nên là đang để vốn để đầu tư những lô hàng lớn hơn. Ừ. Em có bao nhiêu nhân viên? Em thì hiện tại mà trong xưởng thì em 5-6 người ạ. Ừ. Tất cả hàng em nhận hàng số lượng thì em đưa hết cho gia công. Khoản ý là em về em cho lính em cắt dập xong rồi em đưa cho gia công là may hàng cho em. Em có trực tiếp làm không? Dạ. Em có trực tiếp làm không? Dạ, em trực tiếp quản lý tất cả. Nhưng mà có trực tiếp làm tham gia vào các khâu không? Hay là có, bây giờ chỉ quản lý thôi? Em cũng trực tiếp tham gia vào các khâu. À. Rồi, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm yếu của em à? Điểm yếu của em thì em nói chung là... Trong này thấy ghi là hay bị nổi nóng khi mà căng thẳng này. Dạ. Nóng với ai? Nóng với nhân viên hả? Dạ, hay bị cáu nhân viên với là người kia. Nhiều khi là công việc đang căng thẳng kia là hay cáu. Đang căng thẳng mà ai chọc vào cáu hả? Dạ. Rồi. Điểm mạnh của em là gì? Hát hò gì được không? Văn nghệ gì được không? Dạ, hát hò được thì... Ừ, hát thử một đoạn xem nào. Hát thử chị nghe đoạn xem nào. Hát bài gì cũng được, bài tổ đi. Có thấy ghi là đã từng kết hôn mà chưa đăng ký kết hôn này, tức là có làm đám cưới về sống chung với nhau. Dạ. Nhưng mà không có ra phường. Không có, chưa kiểu tại vì bé đó chưa đủ tuổi. Trước đây là bé đó chưa đủ tuổi. Rồi chưa đủ tuổi, đâu sống chung với người ta rồi người ta đi kiện đâu rồi sao không? Không, hai gia đình đồng ý. Thì hai gia đình đồng ý nhưng mà bây giờ là về mặt pháp luật là em sai rồi đó. Dạ, hiện tại là em vẫn tru cấp cho con. Có con không? Có một bé. Rồi. 4 tuổi rồi. Năm đó em bao nhiêu tuổi, bạn bao nhiêu tuổi? Năm
Nó là em 22 tuổi. Em 22, còn bạn kia bao nhiêu? Bạn kia 17 tuổi. Ừ. Rồi bây giờ bạn đó mới có 21 tuổi thôi. À đâu, 22 rồi chứ. Rồi sao mà không, rồi được mấy năm, sống chung với nhau được mấy năm thì ly hôn? Được 2 năm nhỉ. Sao ly hôn? Ý là bạn nói em cũng biết lý do luôn, tại vì bé con là đi về ngoại luôn, chứ em cũng về một tháng là đi lấy chồng luôn, chứ em cũng biết lý do tại sao luôn. Là bé con về ngoại rồi đi lấy chồng? Dạ. Là không cần em chu cấp gì hết? Có chứ, hiện tại là em vẫn chu cấp cho con em đi lấy chồng rồi, em vẫn chu cấp cho con em là một tháng là 4 triệu. Con trai hay con gái nhỉ? Con gái. Con gái hả? Dạ. Là đang ở ngoài quê luôn? Ở dưới ngoài, nhà ngoại. Nhà ngoại quê ở đâu em? Ở Bắc Giang nhỉ. Nhà bạn nó lấy chồng rồi? Dạ. Rồi sau khi đi vô mối tình đó em có quen ai không? Sau đó em ở vậy 1.5 năm thì sau đó em có quen một người cũng được gần năm, hơn 2 năm. Nhưng mà thấy hai gia đình không phù hợp á, thì sau đó là đồng ý là giải thoát cho nhau một người đi một đường. Chỉ vì hai gia đình không đồng ý thôi hả hay sao? Hai gia đình không đồng ý, với hai tính cách nó khác nhau. Lý do hai gia đình không đồng ý là gì em? Là tuổi tác này kia. Tuổi tác là sao? Không hợp tuổi hay là bạn ấy lớn tuổi hơn em hay như thế nào? Lớn tuổi hơn. Lớn hơn nhiều tuổi không? Lớn hơn 10 tuổi. Ồ. Nên là hai gia đình không cho. Là cũng từng đổ vỡ giống em hả? Dạ. Vậy là em cũng nghe lời mẹ luôn, gia đình luôn. Dạ không, nghĩ là em cũng khuyên nhưng mà bé đó thì phải nghe lời gia đình này bỏ em đi. Bạn kia lại bỏ em đi? Dạ. Người bạn gái đã lấy chồng chưa? Dạ em cũng chưa chị. Em còn giữ liên lạc với bạn đó không? Dạ. Em còn giữ liên lạc với bạn ấy không? Dạ có những tin hỏi nào. Chị thấy một cô gái ngồi dưới kia có phải người thân của em đi chung với em không? Dạ, đó là người mà chị làm ở trong xưởng luôn. Vậy hả? Chị làm trong xưởng luôn? Là dẫn đi khỏi không biết đường hả? Dạ. Dẫn đi khỏi không biết đường hả? Không, nghĩ là chị em mời đi chung với nhau cho nó vui. Chị có gia đình chưa? Có bồ chưa? Có rồi. Rồi, thế bây giờ em muốn tìm mẫu bạn gái như thế nào? Em thì nói chung là một người biết hiểu chuyện nhiều công việc, cái là được rồi chứ không cần ngoại hình nào. Không mập lắm, cái nó ốm ốm tí. Em thì hơi ốm đúng không? Dạ, em thì ốm. Mất 68 mà có 50kg là quá ốm luôn đúng không? Dạ. Rồi, tuổi tác giờ có quan trọng không? Dạ, thì bây giờ tuổi tác thì nói chung là ngang tuổi cũng được. Lớn tuổi hơn được không? Lớn tuổi hơn 2-3 tuổi thôi, nhưng mà lớn quá thì... Lớn quá gia đình trợ lên phản đối đúng không? Rồi lập gia đình là ly hôn có con thì được không? Dạ. Bạn ấy đã từng ly hôn và đang nuôi con được không? Dạ được thì... Có điểm gì em không thích bạn ở bạn gái không? Điểm mà nếu mà cứ công việc của em hay đi ra ngoài gặp khách này kia thì em không thích là về là game tour này kia. Nói chung là công việc là phải đi này kia chứ không ở nhà biết được với vợ với con. Em chỉ cần một người hiểu được công việc của em là phải đi này đi kia, nói chung là đi hết tỉnh này qua tỉnh khác vậy đó. Thế tức là không ghen, không kiểm soát đúng không? Đúng rồi. Ok. Nói chung kiểm soát điện thoại cũng được, em cho kiểm nhưng mà nói chung là đi đừng có game. Ok, rồi cảm ơn Phương nhiều ha, có gì chương trình sẽ liên hệ lại với em nha. Dạ. Cảm ơn em.